Sáng nay, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về bảo vệ môi trường cho báo cáo viên pháp luật, các sở ngành, lãnh đạo ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên giới thiệu nội dung cơ bản luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó nhấn mạnh một số quy định cụ thể về chính sách của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sản xuất, kinh doanh, khu vực đô thị, nông thôn cũng như cơ chế xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm thông qua tập huấn các đại biểu được bổ sung kiến thức cơ bản để kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả tích cực tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương